Xin chào các bạn. Các bạn đã tập xong phần 1 và phần 2 chưa? Không hề khó chút nào phải không? Mình đang quay video ở vườn nho Thái An ở Ninh Thuận. Ở đây chỉ có nắng và gió và một cô gái tập belly dance. Chúng mình cùng tập tiếp phần 3 nào. Ngực up, profile 1, 2, 3, 4, 5, 6. Làm lại nào. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Tiếp tục và 1, 2, bụng 2, 3, 4, 5, 6. Ngực lên 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tiếp. 1, 2, bụng 2, 3, 4, 5, 6. Mình cùng vào nhạc nào. Động tác tiếp theo. Đây là động tác shimmy phần cơ bụng trên. Kỹ thuật này hơi khó, nếu không làm được thì các bạn có thể dùng shimmy bụng cũng được. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Shimmy vai từ trên xuống và 1, 2, 3. Xin mời các bạn vào nhạc. Động tác tiếp theo. Bước chân trái lên, bước chân phải lên, lùi về, drop, drop. Hông, up, drop, drop, drop. Làm lại nào. Bước chân trái, phải, lùi về, drop, drop. Up, drop, up, drop, drop. Mình cùng bước lại với chân trái nhé. 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Động tác tiếp theo là up ngực, bước sang, drop, drop. Lại up lên, xuống và drop, drop. Mình cùng vào nhạc nào. Xin mời các bạn đến với động tác tiếp theo. Chuchushimi sang trái, kéo tay phải. Figure eight từ dưới lên và figure eight từ dưới lên. Mình vào nhạc luôn nhé. Sắp hết bài rồi, các bạn cố lên nào. Chuchushimi hông trái, lên, mở trái. Quay ra sau, chuchushimi quay ngược lại, mở hông phải. Bước chéo chân bên phải, lên bên trái và lên bên phải và hết. Mình cùng vào nhạc nào. Xin chúc mừng các bạn đã đi đến phần cuối của bài rồi. Cố lên nào. Shimmy kéo về, shimmy kéo về. Shimmy kéo từ trước về và tạo dáng pose. Cùng tập từ đằng sau nhé. 1, 2 kéo bên phải, 1, 2 kéo bên trái, 1, 2 kéo từ trước và pose. Xin mời các bạn tập toàn bộ phần 3 nào. Chúng mình cùng hoàn thành cả bài nhé. Thank you.
Hẹn gặp lại các bạn ở thử thách tiếp theo nhé.